Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Thưa quý vị, hôm đầu tuần, một vụ lở đất ở thung lũ Quỳnh Sơn, thị trấn Ba Đi, huyện Đan Bá, tỉnh Tứ Xuyên đã khiến cho 51 người thiệt mạng. Bên cạnh thị trấn Ba Đi, huyện Đan Bá, có một thung lũng tên là thung lũng Quỳnh Sơn. Bên cạnh thung lũng là một ngôi làng nhỏ tên là làng Thủy Tổ. Vào tối ngày thứ hai vừa qua, khách du lịch do một công ty du lịch ở Thành Đô tổ chức đã đến biệt thự nghỉ dưỡng ở thung lũng sắc đẹp. Ở làng Thủy Tổ, 60 dân làng gần đó cũng được mời tổ chức một bữa tiệc ca hát và nhảy múa với khách du lịch. Vào khoảng 19 giờ tối, chính quyền thị trấn Ba Đi nhận được thông báo khẩn cấp rằng sẽ có mưa vừa đến mưa to từ 20 giờ đêm hôm đó đến 20 giờ ngày hôm sau và yêu cầu nỗ lực hết sức để làm tốt công việc cảnh báo sớm thiên tai. Thị trấn Ba Đi ngay lập tức cử cán bộ đến từng làng để thông báo và kiểm tra cảnh báo sớm an toàn. Vào khoảng 21 giờ, Tuyết Gia Na Nhị Bố, cán bộ thị trấn đến làng Thủy Tổ và thấy nhiều người đang ca hát và nhảy múa trong sân bên ngoài biệt thự nghỉ dưỡng. Anh ta ngay lập tức thông báo cho chủ nhân của biệt thự nghỉ dưỡng về cơn mưa đêm hôm đó và yêu cầu sơ tán đám đông, nhưng chỉ có 6 người rời khỏi biệt thự nghỉ dưỡng vào thời điểm đó. Vào khoảng 21 giờ 40 phút, Tiết Gia Na Nhị Bố rời biệt thự nghỉ dưỡng và đi bộ để thông báo cho những người dân làng khác. Khoảng 22 giờ, trời đổ mưa to, sau đó cả làng bị cắt điện. Mọi người trong bữa tiệc di chuyển từ sân lên tầng 2 của căn biệt thự, thắp nến và tiếp tục ca hát nhảy múa. Đến 22 giờ 30 phút, một trận lở đất bùng phát. Theo điều tra sau đó, dưới tác động của trận mưa dông bất ngờ trong đêm, khoảng 22 giờ 33 phút đêm hôm đó, hai điểm sạt lở ở độ cao 3.880 đến 3.680 mét về phía thượng lưu bắt đầu trượt, tạo thành các dòng đá vụn loãng với dòng chảy nhỏ. Với sự chuyển động đi xuống của dòng chảy mảnh vụn, các mảnh vỡ chảy dọc theo sườn dốc của hai bên mương và các vật liệu sụp đổ và sạt lở đất liên tục được thêm vào, cùng với dòng chảy của lũ ở một số nhánh sông. Và cuối cùng phát triển thành một chất nhớt không thể ngăn cản dòng cặn bã với tỷ trọng lớn. Trận lở đất đi qua làng Quỳnh Sơn số 2 ở Thượng Nguồn lúc 10 giờ 45 phút đêm hôm đó và đến làng Thủy Tổ ở cửa thung lũ. Vào khoảng 11 giờ 20 phút đêm cùng ngày đã gây ra thảm họa. Khoảng cách giữa các khoảng thời gian này là khoảng 35 phút. Tề Mị, một người dân ở làng Thủy Tổ kể lại rằng tôi sẽ không bao giờ quên giây phút đó. Vào khoảng 11 giờ 30 phút đêm, tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ lớn từ phía sau núi, sau đó là lũ lụt như hàng ngàn con ngựa chạy rầm rầm. Tề Mị và một người dân khác trong làng là Trạch Lãng đã bỏ chạy theo bản năng, đồng thời hét lớn với những người đang trò chuyện bên trong nhà. Lũ sắp đến, chạy nhanh lên, tuy nhiên trận lở đất diễn ra quá nhanh và dữ dội, khiến vợ của Tề Mị và những người khác không ai trong số trốn thoát. Hai phút sau, khi Tề Mị quay đầu nhìn lại, biệt thự nghỉ dưỡng vừa mới ca hát tươi đùa cũng như con đường và đất canh tác bên cạnh đã không còn tồn tại, chỉ còn lại một dòng bùn. Trận lở đất này đã khiến 51 người thiệt mạng. Sau khi trận lở đất lao ra khỏi thung lũ, nó đã tích tụ tạo thành một khu vực hình cánh quạt với diện tích hơn 300.000 m2, với khoảng 700.000 m3, chôn vùi hơn 300 ha đất canh tác, cuốn trôi 17 km đường và phá hủy 9 cây cầu, dòng mảnh vụn đổ xô xuống dòng Đại Kim Xuyên, thượng nguồn sông Đại Độ dọc theo thung lũng Quỳnh Sơn và chặn Đại Kim Xuyên, khiến Đại Kim Xuyên ngừng chảy tạo thành hồ chắn dài 2 km, rộng hơn 200 m và có dung tích chứa nước là 2,28 triệu mét khối. Làng Thủy Tổ bị bao phủ bởi những dòng bùn và đá dày đặc khiến việc tìm kiếm hài cốt của các nạn nhân trở nên vô cùng khó khăn. Trong số đó, người nhà của 4 nạn nhân đến từ Thượng Hải bày tỏ rằng không cần thiết phải khai quật hài cốt và hy vọng rằng một tượng đài cảnh báo sẽ được dựng lên tại khu vực này để tưởng nhớ 51 nạn nhân và cảnh báo các thế hệ tương lai. Kính thưa quý vị khán giả, tình hình mưa lớn liên tục trong lũ ở một số tỉnh, vùng miền nước ta đang diễn ra gay gắt. Nhiều vùng của Trung Quốc đã hứng chịu những trận mưa xối xả trong những ngày gần đây, trong đó Quảng Tây, Giang Tây và các tỉnh khác bị ảnh hưởng nặng nề. Hiện mưa lớn vẫn đang tiếp diễn ở một số khu vực, tình hình trong lũ lụt hết sức gay gắt.
Vào lúc 1 giờ chiều ngày hôm qua, mực nước sông Liễu Giang ở thành phố Liễu Châu, Quảng Tây lên tới 89,3m, cao hơn mực nước cảnh báo 6,8m. Các tòa nhà dọc sông Liễu Giang đã bị ngập lụt, đỉnh lũ sẽ đi qua trạm Liễu Giang, Liễu Châu vào khoảng 23 giờ ngày hôm nay. Mực nước cao tới 90,5m, cũng là đỉnh lũ hơn 30 năm mới có một lần. Lâm Khải Bình, kỹ sư trưởng của Đài quan sát khí tượng Quảng Tây cho biết, chúng tôi gọi đó là mưa bão lớn khi nó đạt tới 250mm, bây giờ là hơn 600mm, tức là đã tăng gấp đôi nên mưa rất lớn. Trước đó, Đài quan sát khí tượng Giang Tây đã đưa ra hai tín hiệu cảnh báo mưa bão màu đỏ, mức cảnh báo mưa bão cao nhất được đưa ra trong lịch sử Giang Tây. Vào sáng ngày hôm qua, hơn 100 dân làng ở Tả Khê, huyện Trùng Nghĩa, thành phố Cam Châu, tỉnh Giang Tây, những người di chuyển quá muộn đã bị nước bao vây. Tăng Nghị, Sở Lực lượng Vũ trang, quận Trùng Nghĩa, thành phố Cam Châu cho biết hiện tại có khoảng 20 người bị mắc kẹt ở đây và 20 người đang ở lại ở đây. Có hơn 50 người ở phía đối diện và có tổng cộng 90 hoặc 100 người chưa di chuyển kịp. Sau hơn 3 giờ đồng hồ khẩn cấp cứu nạn, hơn 100 người bị mắc kẹt đều đã được chuyển an toàn ra ngoài. Thưa quý vị, bản tin CCTV cho biết, mưa lớn kéo dài nhiều ngày, các thảm họa như ngập lụt, sạt lở đất xuất hiện ở nhiều khu vực ở Quảng Đông. Các cơ quan đã đưa ra cảnh báo sớm để kiểm soát và chống lũ lụt và 11 đội đặc công kiểm soát và chống lũ lụt đã chuẩn bị sẵn sàng. Tại Hắc Long Giang và Cát Lâm, hơn 8.000 hectare đất canh tác bị hạn hán do thời tiết nhiệt độ cao liên tục. Đây là một khu công nghiệp ở huyện Nam Hải, tỉnh Quảng Đông. Mưa lớn khiến các khu nhà xưởng bị ngập và khu ký túc xá của nhân viên cũng bị ngập trong nước hơn 1,5 mét. Kè của nhánh đại phần của sông Bố Cát ở Thâm Quyến cũng bất ngờ bị sập do mưa lớn, nhiều ngôi nhà ở hai bên bờ bị phá hủy. 20 người thiệt mạng trong vụ lở đất ở Đông Hoàn. Hiện tại, mặc dù mực nước của 4 con sông lớn ở Quảng Đông vẫn ở dưới mức cảnh báo, nhưng các ban ngành liên quan đã đưa ra các kế hoạch khẩn cấp để kiểm soát lũ và chống ngập lụt. Vừa qua, Quảng Đông đã tổ chức một cuộc diễn tập khẩn cấp toàn tỉnh để kiểm soát lũ lụt và cứu hộ. 11 ban chỉ huy chống lũ tiến hành diễn tập bao gồm bịt các lỗ thủng, xử lý đường ống, thoát nước khẩn cấp, gia cố đập, cứu hộ lấy nước. Được biết, 3.500 nhân viên cứu hộ này sẽ túc trực 24 giờ mỗi ngày tại Quảng Châu, Huệ Châu, Giang Môn, Sán Đầu và những nơi khác, sẵn sàng đối phó với những nguy hiểm do mưa lớn và bão gây ra. Lý Vinh Căn, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Quảng Đông cho biết, thứ nhất có khoảng 5-6 cơn bão, trong đó có khoảng 2 cơn bão mạnh. Lượng mưa phân bố không đều theo thời gian và không gian dễ gây ra thiên tai. Hiện tại, nhân sự và chuẩn bị vật tư ở các nơi đã sẵn sàng. Không giống như mưa xối xả ở Quảng Đông, Hắc Long Giang và Cát Lâm đang phải đối mặt với thời tiết bất thường như nhiệt độ cao liên tục và lượng mưa ít. Tính đến thời điểm hiện tại, hơn 80 triệu hectare đất canh tác ở hai khu vực này đã bị ảnh hưởng bởi hạn hán. Hắc Long Giang đã đưa ra kế hoạch bảo vệ khẩn cấp cấp 2 đối với các thảm họa khí tượng lớn và đầu tư 130 triệu quỹ để cứu trợ hạn hán. Ở khu vực tỉnh phía Tây Hắc Long Giang, nơi hạn hán tương đối nghiêm trọng, một số sở cũng đã cùng nhau cung cấp điện, nguồn nước dự trữ và thiết bị cần thiết cho tưới tiêu chống hạn cho nông dân, đồng thời thực hiện các hoạt động tạo mưa nhân tạo. Các bộ phận liên quan ở Cát Lâm đã cử một đội cứu trợ hạn hán đến giúp nông dân tưới nước cho những vùng đất nông nghiệp bị hạn hán bằng phương pháp tưới rãnh và tưới phun mưa để giảm thiểu thiệt hại do hạn hán. Mưa lớn ở Quý Châu cũng đã khiến hơn 330.000 người ở 10 huyện và thành phố bị ảnh hưởng, 11 người chết và 1 người mất tích. Theo Tân Hoa Xã đưa tin, lượng mưa lớn xảy ra ở phía Nam và Đông Nam tỉnh Quý Châu từ 2 ngày qua khiến hơn 330.000 người ở 10 huyện và thành phố bị ảnh hưởng. Mưa lũ khiến 11 người chết, 1 người mất tích. Một số khu vực trũng thấp của huyện Rong Giang ở Đông Nam Quý Châu đã bị ngập lụt với độ sâu khoảng 1,6 mét. Tại thị trấn Tam Giang của huyện, 12 người bị lũ cuốn trôi. 11 người chết và 1 người mất tích. Một số ngôi làng, thị trấn và đường giao thông ở huyện Tây Bình bị ngập lụt, trong đó đường cao tốc Tây Bình-Lý Bình bị ngập và gián đoạn với độ sâu 2,5 mét. 3 thủy điện nhỏ khác ngừng hoạt động do nước lũ làm hư hại. Giao thông trên quốc lộ 321 ở thị trấn Đại Vũ, huyện Cát Đô, phía Nam Quý Châu bị gián đoạn do sạt lở đất. Theo thống kê từ trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán tỉnh Quý Châu, tính đến ngày thứ tư, 68 huyện thuộc 9 thành phố của tỉnh Quý Châu đã từng xảy ra thiên tai lũ lụt với các mức độ khác nhau. Hôm nay, kênh quốc tế Trung Quốc CCTV phát bản tin, nhiều nơi mưa dông lớn, đường ngập, nhà ngập. Bản tin cho biết, từ đêm qua đến sáng nay, khu vực Đông Nam và Nam Quý Châu đã xảy ra một đợt mưa lớn. Cảnh báo mưa bão ở một số khu vực của tỉnh Kiềm Đông Nam đã được nâng cấp từ màu vàng sang màu đỏ. Theo thống kê về lượng mưa, đây là đợt mưa lớn nhất ở tỉnh Kiềm Đông Nam trong năm nay.
tại huyện Vinh Giang, quận Kiểm Đông Nam, tỉnh Quý Châu, nhiều tuyến đường bị sạt lở, một số phương tiện bị lũ cuốn trôi một quãng đường dài. Sở Cảnh sát Giao thông đã áp dụng các biện pháp điều tiết giao thông. Các ban ngành đang nỗ lực hết sức để tổ chức cứu trợ lũ lụt. Đến khoảng 1 giờ chiều nay, lũ ở huyện Dung Giang đã rút dần. Công tác dọn dẹp sau thiên tai cũng đang được tiến hành một cách nhanh nhất. Tại một số ngôi làng và thị trấn ở quận Công Giang, lượng mưa vượt quá 260mm và các thảm họa như lũ lụt trên núi, sạt lở đất và sạt lở đá đã xảy ra ở nhiều nơi trong quận và nhiều con đường bị gián đoạn. Nhiều nơi ở làng Rông Giang bị ngập đến mái hiên, trên đường đi cứu hộ lực lượng cứu hộ bị chặn đường, lực lượng cứu hộ chặn cây mở đường trước khi đến địa điểm bị thiên tai. Tính đến 1 giờ chiều ngày hôm qua, huyện Dung Giang đã khẩn trương chuyển 2.515 người từ 712 hộ gia đình. Theo Cục Khí tượng tỉnh Quý Châu, quá trình mưa tại các huyện của tỉnh Tiền Đông Nam về cơ bản đã kết thúc. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!